Sáng nay ngày 7 tháng 6 năm 2020, nhằm ngày 16 tháng 4 nhuận năm Canh Tý, chư tôn đức trong ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 12 đã vân tập về chùa Quảng Đức, quốc lộ 22, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thực hiện lễ tác pháp an cư kiết hạ Phật lịch 2564, dương lịch 2020. Quàng làm chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Minh Nghĩa, chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 12, Thiền chủ Hà Trường, Hòa thượng Thích Trí Anh, Hòa thượng Thích Phước Thông, đồng chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 12. Thượng tọa Thích Trí Chơn, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban Văn hóa Trung ương, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 12, Trưởng ban tổ chức. Thượng tọa Thích Trí Thường, Phó ban thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 12, Phó ban tổ chức. Thượng tọa Thích Lệ Thọ, Phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 12, Phó ban tổ chức cùng 179 hành giả an cư. Sau khi Đại đức Thích Pháp Toàn, Hóa chủ Hạ trường Tác Bạch cùng an chức sự, ban chứng minh ban tổ chức, ban chức sự của Hạ trường, Thượng tọa Thích Trí Chơn đã có lời sách tấn hành giả. Thượng tọa trưởng ban trị sự cho biết, an cư là truyền thống được truyền thừa từ thời Đức Phật. Chư tôn thiện đức tiền bối đã làm và thế hệ chúng ta tiếp tục đi trên con đường đó. Nhờ an cư mà thân tâm được thúc liễm, giới đức được trang nghiêm, để từ đó đạo vị giải thoát giác ngộ lan tỏa, làm lợi đạo ích đời. Sau lời sắp tấn của Thượng tọa trưởng ban tổ chức, chư tôn đức đã quan lâm tổ đường niệm hương Bạch Tổ và đối trước Phật Tiền Tam Bảo tác pháp đối thú an cư. Chư tôn trưởng lão chứng minh đã tuần tự tác pháp. Tiếp đến, chư tôn đức tăng lần lượt ba vị tác pháp dưới sự chứng minh của chư tôn đức ban chức sự và ban tổ chức hạ trường. Năm nay, trường hạ chùa Quảng Đức có 179 vị nhập hạ, trong đó tỳ kheo 173 vị, sa di 6 vị. Ngoài ra, quận 12 còn có điểm an cư tập trung dành cho chư ni tại chùa Vĩnh Phước và chùa Phước Thạnh. Mùa an cư là thời gian quan trọng trong năm của hàng tỳ kheo, ý nghĩa tu học trong môi trường hòa hợp, thanh tịnh được nổi bật nhất. Đây cũng là thời gian thuận tiện cho hàng cư sĩ tại gia có dịp thân cận chư tôn đức học tập giáo pháp, đồng thời là cơ hội tạo phước báo nhân thiên qua việc hộ trì các hành giả trong suốt mùa an cư.